Tới giờ là 11 tháng rồi không có được liên lạc. Mà nó là nó có hiếu dữ lắm, nó không có một ngày nào nó dắt gì hết nha. Mà hiện nay thì gia đình không có nhà cửa gì, vì vậy con cố gắng đi làm để kiếm tiền để về nuôi phụ giúp gia đình. Đúng rồi. Vậy từ ngày đó con chị không có nhà, không ai phụ dưỡng, thì hiện nay thì cái số tiền, những mà tiền chữa bệnh, tiền điều trị thì ai là người phụ giúp chị? Chưa ai, tại vì nó lúc trước nó ở nhà nó cũng làm, nó đưa chị được mười mấy là chục triệu đó, rồi chị đi dành chị xài tới giờ rồi. Trần xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn ở trong và ngoài nước. Thì hôm nay công Trần tiếp tục tiếp nhận một thông tin, một người mẹ đang cầm trên tay một tấm hình về đây nhờ sự giúp đỡ của anh Nguyễn Thanh Hải cũng như công Trần để tìm kiếm người con gái mất tích của mình các bạn. Câu chuyện của nó này là như thế nào thì kính mời cô chú anh chị các bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Đã xin phép chào chị trong hỏi là chị họ tên là gì? Dạ, chị tên Huỳnh Xuân Thảo. Chị Huỳnh Phương Thảo. Xuân Thảo. Huỳnh Xuân Thảo. Chị ở đâu đi tới ạ? Chị ở An Giang. Chị ở quê An Giang luôn hả? Chị đi từ khi nào về đây? Chị đi hồi tối qua. Đi từ tối hôm qua đến sáng nay để về đây để nhờ anh Nguyễn Thanh Hải cũng như công Trần để đăng tải tìm con gái của chị phải không ạ? Chị có thể nêu rõ là con gái của chị họ ngày tháng năm sinh là bao nhiêu không? Con gái của chị sinh ngày 7 tháng 9 năm 2001, năm 2002. Tên Quỳnh Hạnh Nguyễn Hương. Dạ, là năm nay 20 tuổi. Dạ. Con gái của chị là trước cái thời điểm mà đi mất tích thì ở nhà làm công việc gì? Nó ở nhà nó đi bán quán phụ quán người ta đó. Để nó tiếp chị phụ nuôi. Đi phụ quán cho người ta ha. Bé trước rồi tính tình của bé làm sao chị? Nó cũng hiền lành lắm em. Tại vì nó đang đi học rồi chị bệnh cái nó nghỉ học. Con gái chị đang đi học. Nhưng mà nghe tin là chị bị bệnh. Chị bị bệnh ung thư. Chị bị bệnh ung thư luôn. Trời. Chị có thể là nói ra chị bị ung thư gì không? Chị ung thư dầm họng. Ung thư dầm họng. Hiện nay mình điều trị làm sao rồi? Điều trị này nó chỉ bớt thôi chứ còn mạnh lắm. Bớt thì dẫn mệt ha. Yeah. Rồi. Vậy chị đi về đây giờ có mệt không? Mệt lắm rồi. Chị cho phép em hỏi là chị được mấy người con? Ba người. Ba người con. Rồi, thế cái người con gái mà đang cầm trên tay cái tấm hình đó là Huỳnh Phương Thảo phải không chị? Huỳnh Hạnh Nguyễn Hương. Huỳnh Huệ Hương. Huỳnh Hạnh Huệ Hương. Tại vì tao họng khó nói. Vậy là bé gái đang cầm trên tay tấm hình đó là bé gái thứ mấy của con chị? Thứ hai. Là... Rồi chị cho hỏi là con là chị là đi mất tích từ thời gian nào? Từ ngày 26 tháng 10 năm 21. Từ 26 tháng 10 2021. Vì chị là gần một năm trời rồi phải không ạ? Hiện nay thì chị có thông tin nhiều về bé không? Chị nhờ tìm kiếm lên sở ngoại vụ rồi thì nghe nói là con gì bị bắt ở Trung Quốc mà sao nó giam 10 tháng rồi phải phạt gì ba mấy triệu tiền Việt của mình rồi. Mà chị hỏi gì chứ đang phạt nó đóng ở đâu, nó chị gửi vô tài khoản gì cái gì đó gì bảo vệ công dân Việt Nam mà chị không biết gửi cho ai nữa. Rồi chị cũng không có tiền đi gửi. Người ta nói là con chị vượt biên trái phép, vì lý do như vậy bị bên Trung Quốc người ta bắt được, đúng không ạ? Người ta nhốt trong trại tị nạn, vì vậy bây giờ người ta nói là phải chuộc, đúng không ạ? Là hết bao nhiêu tiền? Đáng hơn đó là 10.000 nhân dân tệ đó. 10.000 nhân dân tệ. Rồi vậy là chị biết cái thông tin đó từ lâu chưa? Chị biết hôm nay rồi mà sức khỏe thì yếu quá. Lâu rồi. Chưa bao nhiêu thời gian rồi? Hôm nay đâu cũng tháng mấy hai tháng gì nữa. Là ai là người báo tin cho chị? Cái này hay sở ngoại vụ gửi cho chị. Sở ngoại vụ gửi thông tin cho chị là có công văn gửi cho chị đàng hoàng phải không ạ? Gửi tận nhà luôn hả? Rồi vậy là hiện nay thì gia đình có tiền không? Không có tiền luôn hả? Tại vì chị bệnh rồi, con bé thì nó đi làm nó cũng để nghỉ giùm. Trước khi mà con gái chị mất tích là con gái chị có báo tin là con gái chị đi đâu không? Đó, nó đi Trung Quốc á. Rồi chị không có cho đi, chị nói còn đừng có đi, nguy hiểm lắm.
mà nó nói bạn con nó đi được, bạn con nhắc con đi, chị trả không có được tại nó không có ở nhà với chị. Vậy là chị biết chính xác là con gái chị đi theo một người bạn để sang Trung Quốc đi làm ăn phải không ạ? Chị có biết là con gái chị đi sang tỉnh thành nào bên Trung Quốc không? Chị nghe nói là đi đường Lạng Sơn qua Nam Ninh đó. À, đi đường Lạng Sơn qua Nam Ninh. Vậy là bị bắt ở thời điểm lâu chưa? Đi sang đó khi nào thì bị bắt? Nó đi là bữa 26, chị không điện nó được, là chị 27 là chị bắt đầu tìm kiếm rồi. Chị nhờ người này người kia tìm kiếm giúp. Thì nghe nói là nó bị bắt ở Nam Ninh. Má đi bao lần ngày nào? Chị nghe nói thôi chứ chị không biết gì được, gì thông tin gì nó hết. Nhưng mà trong cái Zalo của nó có một thời gian trước đây mấy tháng là có một người con gái khác là đại ảnh đại diện của Zalo của nó, rồi có chị cập Zalo nhưng mà chị điện không có bắt máy. Chị điện bằng số điện thoại hay điện Zalo? Chị điện số điện thoại không được, điện Zalo thì vẫn đổ chuông nhưng mà người ta không bắt máy. Rồi chị nhắn tin, chị kêu làm ơn bắt máy nói chuyện với chị giùm, tại vì Zalo này của con gái chị, tại sao người đó xài mà đổi ảnh đại diện, xong rồi nhà ngày sau mình đã khóa luôn tài khoản, người ta không trả lời chị luôn, xóa tài khoản luôn, khóa luôn tài khoản, không có nhắn tin được nữa. Hiện nay gia đình mình đã nhờ các công an người ta điều tra, người ta tìm hiểu chưa? Chị có nhờ công an ở xã, ở khu phố với chị đó. Rồi chị cũng có nhờ xã ngoại vụ nữa mà không có liên lạc gì được tới giờ. Vậy là thông tin chính xác thì bây giờ gia đình mình được biết là con chị đang bị nhốt ở bên Trung Quốc phải không ạ? Vì lý do là vượt biên trái phép. Hôm qua chị có ghé sở ngoại vụ, chị hỏi thì như vậy đó, chị mới hỏi là chính xác thằng gái chị có bị bắt không? Thì bên sở ngoại vụ bên này người ta nói là người ta chỉ biết mình bển đưa về thì người ta báo với chị vậy thôi, với người ta bên này người ta cũng không biết được chính xác. Chị có biết là lý do tại sao mà nó nhốt đâu vậy không ạ? Chị cũng không biết nữa. Tại vì nói là để trong cái thư là nói là bắt về tội vượt biên trái phép và phạt 10 tháng tù giam. Nhưng mà đến hôm qua là đã hơn 10 tháng rồi. Không. Mà không thấy gì không, hết. Vượt biên trái phép là theo em được biết là bên Trung Quốc người ta không có phạt bao nhiêu tháng tù giam. Và đó người ta chỉ giam giữ tạm thời trong thời gian đó. Thì người ta mới gửi, người ta gửi công văn về Việt Nam mình để xem mình Việt Nam mình có phạm tội hay không. Còn nếu không có phạm tội thì sau này người ta sẽ hai bên hai đất nước người ta sẽ làm việc với nhau. Tôi sẽ gửi về trả về chị nhung không, chứ không có chuyện như vậy. Nhưng mà con chị là bị hết 11 tháng rồi đó, từ ngày tính từ ngày nó đi tới giờ là 11 tháng rồi, không có được liên lạc. Mà nói là nó có hiếu lắm, nó không có một ngày nào nó nhắc chị hết luôn. Nó đi làm bất cứ đâu nó cũng điện về chị mỗi ngày. Chị có biết là con chị bây giờ là lý do là bị nhốt hay là bị một lý do nào khác mà không có thể liên hệ được cho chị không? Chị không có biết nữa, nhưng mà chị thấy là cái Zalo của nó như vậy đó, chị nghi ngờ là con chị bị cái gì đó chứ không bị bắt. Tại vì nếu mà Zalo mà ai xài thì phải vô tải mới xài được, còn của nó là đúng là cái Zalo của nó nhưng mà người ta xài như vậy đó, người ta đổi ảnh đại diện. Còn là chị đang nghi ngờ là con chị chưa chắc đã phải bị bắt. Đúng rồi, chị nghi vậy nè. Mà đang bị điều sợ cái điều tình huống xấu, đúng không ạ? Vì vậy nhân Zalo đó vẫn còn truy cập nhưng chị liên hệ không được và hiện nay thì người ta đã xóa Zalo đi rồi. Phải không ạ? Chị còn lo lắng điều gì không? Chị lo vậy đó, chị sợ con chị không biết bị sao gì đó. Chị đã liên hệ cho cái người bạn của con gái chị, đưa con gái chị đi sang đó chưa? Không liên hệ được. Chị có biết người ta là ai không? Không luôn. Chị vậy vô Facebook đó của cô gái đó cũng không có truy cập luôn. Vậy là trước khi con gái chị đi là không thông báo gia đình là đi với ai à? Không có nói là đi với ai, nó cũng nói nó xin chị nó đi Trung Quốc nhưng mà chị không có cho. Nó nói mẹ mình mà con không có kiếm tiền cả nhà cho mẹ ở rồi, mẹ chết thì cũng muốn ở nhà để ở. Chị nên kệ nó, con ở nhà đi. Vậy là con chị thấy cái hoàn cảnh gia đình mình phải nói là khó khăn, cho nên vì vậy là biết chị bệnh mắc một căn bệnh gọi là rất nguy hiểm, đúng không ạ? Mà hiện nay thì gia đình không có nhà cửa gì. Vì vậy con cố gắng đi làm để đi kiếm tiền để về nuôi phụ giúp gia đình. Đúng rồi. Vậy từ ngày đó con chị không có nhà, không ai phụ dưỡng thì hiện nay thì cái số tiền, những mà tiền chữa bệnh, tiền điều trị thì ai là người phụ giúp chị? Chưa ai, tại vì nó lúc trước nó ở nhà nó cũng làm, nó đưa chị được mười mấy 20 triệu đó, rồi chị đi dành, chị xài tới giờ rồi.
Như hàng tháng thì xã cấp cho chị được mấy trăm ngàn với gạo. Chị cho phép cho mọi ông xã chị hiện nay đâu? Ông xã chị, tại vì lúc trước là ba cũng nói là chị thôi, thì xã mới gặp ông sau này thì ổng không có lo, ổng không có lo cho mấy đứa nhỏ con riêng của chị, thành ra nó mới khổ như vậy. Chị còn hai người con kia thì năm nay mấy tuổi rồi? Đứa nghe lớn chị thì nó 20, đứa nhỏ năm nay nó học lớp 10, nó 15, 16 gì đó chị không nhớ rõ nữa. Nó sanh 2007 đó. Rồi tới thằng Út thì nó sanh 2012. Vậy thì bây giờ chị hiện nay không có công ăn việc làm gì, cái thứ nhất là chị đang mang bệnh này, thì ai là người nuôi những đứa trẻ bây giờ chị? Thì như là ông ba của thằng nhỏ sao nè thì ông cho chị được cũng từng vậy được mấy trăm đó chứ không không có ai Một cấp tuần được, là có mấy trăm ngàn thôi, tuần mấy trăm ngàn sao sống? có khi thì 500-600, có khi 700-800 thì mình cũng tiện tặng gì nữa. Hiện nay thì con gái chị đi cũng gần một năm rồi, chị mong muốn nhất điều gì của con gái chị hiện nay? Chị muốn được thấy nó trở về ăn thôi. Tiền bạc đối với chị giờ thấy không có con rồi mà nó vô nghĩa quá, đau khổ lắm. Mày mời không có nói rồi, ngày nào cũng nhớ Hiện nay chị mong muốn nhất là con gái chị trở về thôi, còn tiền bạc thì bây giờ không có cần nữa. Đúng không? Bởi vì tiền thì ai cũng cần chứ, nhưng mà con mình không có thì nó còn đau khổ hơn không có tiền nữa. Nói chung thì cái nào cũng cần, nhưng mà con mất rồi thế được, chỉ muốn chết theo nó, không biết nó chết sống rồi sao. vậy là chị cái thông tin nguồn tin mọi người cung cấp thì chị đã có tin chắc là con chị đang ở bên Trung Quốc không? Chị không biết luôn nữa, tại vì nó ngày nó đi thì nó nói với mình nó đi Trung Quốc mà nó đi đường Lạng Sơn. Cái ngày cuối cùng nó điện chị đó, chị điện cho nó, chị kêu nó thôi con quay trở về đi. Nó nói mẹ ơi con đi tới đây là được 6 phần 10 rồi, còn 4 phần nữa à, mẹ yên tâm giờ con đi. Chị mới sợ, chị nói với chị nghe đài báo nó Trung Quốc nó gào hàng gào với chị gai gì, điện đùng gì nó gài vô đó. Chị mới sợ, chị nói con đừng có đi, con đi là con chết đó. Nó nói không sao đâu bạn, con đi được, đi đi về về bạn con đi được, bạn không dắt con đi. Rồi nó đâu có ở gần chị, rồi chị bệnh nữa chị đâu có cản ngăn gì được đâu. Chị cũng nghĩ là con gái chị hiện nay bị lừa, bị dụ dỗ, bị bạn, chính cái người bạn ấy lừa con gái chị đi bán mất không? Chị có tin điều đó? Chị cũng sợ vậy nhưng mà chị không dám mà nghĩ thực tế vậy, sợ mình nếu mà mình nói người ta vậy, nếu người ta không có thì tội nghiệp người ta. Nhưng mà giờ con chỉ mất hết, giờ chị không biết làm sao luôn. Xã hội bây giờ là điều gì cũng có thể xảy ra. Đó. Bởi vì hiện nay thì rất nhiều người làm quen trên mạng và đã quen biết dụ dỗ, nói chung là tất cả các gia đình, các con của tất cả mọi người, là đa số là gia đình khó khăn, dụ đi mục đích chính là đi làm ăn kinh tế để kiếm nhiều tiền. Vì lý do như vậy chúng lợi dụng những sơ hở, chúng sẽ bán một là sang Trung Quốc, hai là sang Campuchia, xảy ra bây giờ là phổ biến rất nhiều. Mà nếu thực sự mà con chị bị chúng bán sang Trung Quốc thì cái cơ hội về thì nó cũng không có dễ, bởi vì đất nước Trung Quốc nó phải nói là vô cùng rộng, mà tiếng là nó rất nhiều thứ tiếng khác nhau, mà nếu như mà bị đưa vào trong vùng sâu vùng xa mà không có người để giúp đỡ đó, thì về phải nói là cực khó. Nhưng mà cái thông tin mà sở nội vụ gì đó gửi công văn cho gia đình chị là chị sẽ xác nhận cái thông tin đó có đúng hay không, chị có kiểm chứng cái thông tin đó có dấu có mọc gì không? Có dấu mộc, nhưng mà hôm qua này chị mới lên, chị vô chị hỏi thì chị hỏi cô trong đó thì cổ nói cổ chỉ biết ở bên đó đưa về vậy thì cổ gửi về cho chị vậy thôi, chứ cổ không có biết là thật sự làm sao luôn. Rồi chị mới hỏi là cái số tiền nó phải nộp ở đâu, thì nộp như thế nào, nộp cho ai, ai là người lãnh cái nhận cái số tiền đó. Cổ nói là chị nói với chị là gửi vô tài khoản của cái gì bảo trợ công dân Việt Nam, chị không biết tài khoản đó là sao luôn.
Rồi chị mới hỏi là trước khi nộp tiền nó chị có được nói chuyện với con gái qua điện thoại không? Có cái không biết. Không, chắc chắn là không được nói chuyện rồi. Tại vì chị muốn xác nhận là con chị có thiệt thật sự bị bắt hay không vậy đó. Nếu như cái nguồn tin mà thực sự là giấy tờ có dấu có mộc như vậy, đúng không? Thì nó nhiều khả năng là con chị là vượt biên trái phép mà bị bắt, bị nhốt như vậy, là cái khả năng là có rồi. Cô nói với chị là giờ nếu mà nộp tiền vô thì bên đó người ta nộp cho đại sứ gì, đại sứ quán Trung Quốc đó, rồi mới đóng phạt gì đó thì con chị được về. Nhưng mà giờ số tiền đó tới 3-4 triệu là làm sao chị lo được? Mà là số tiền quá lớn đối với khả năng gia đình mình. Mà con thì cũng rất cần, nhưng mà tiền thì thực sự là bây giờ gia đình không có. Chị có nhà cửa gì không? Chị không có nhà mà chị ở đậu. Chị không có nhà, ở đậu luôn. Ở đậu nuôi gần đấy người con. Bản thân chị là mắc một căn bệnh ung thư vòm họng. Con thì hiện nay đi làm kiếm tiền nhưng không may thì đã bị bắt vì tội vượt biên trái phép trong đất nước Trung Quốc. Không những vậy, bây giờ phải chịu một số tiền rất lớn đối với gia đình, đúng không ạ? Cái số tiền 30-40 triệu đối với gia đình mình bây giờ đã là vô cùng khó khăn, đúng không ạ? Chị có mong ước điều gì không? Chị chỉ mong được mấy chú có thể giúp đỡ làm sao cho con gái của chị về được. Chị rất là mừng ơn. Chị giờ không biết nói gì giờ. Và là chị hy vọng dạ. là nếu như có ai giúp đỡ cho chị, dạ. đúng không ạ? Được cái số tiền đó để đóng vào cái quỹ bảo trợ của những người vượt biên trái phép yeah. ở bên Trung Quốc ấy, phải không ạ? Bao nhiêu tiền là bao nhiêu tiền? 10 đếm là 10.000 nhân dân tệ đó, chị không biết tiền Việt Nam bao nhiêu. Nó khoảng 37-38 triệu, bây giờ nó gần 40 rồi. Yeah. Chị có mong muốn là cộng đồng mạng chia sẻ video này lan tỏa nhiều hơn nữa. Hy vọng là cô chú anh chị trên cộng đồng mạng nếu có tình thương thì mỗi người hãy bớt chút một ly cà phê đi để ủng hộ giúp đỡ cho chị, để cho chị vượt qua cái cơn cũng gọi là cũng khó này này, để mong muốn mong nhất là điều là con gái chị có tiền để đóng vào đó, là cái tiền gọi là tiền nộp phạt, đúng không ạ? Là còn là 30-40 triệu để con gái chị được trở về đoàn tụ với chị cùng với chị gọi là với gia đình trong những quãng thời gian chị còn sống còn lại, đúng không ạ? Và hiện nay thì gia đình vẫn đang là vô cùng khó khăn, rất gọi là đã đông người rồi còn khó khăn, không nhà không cửa, mà bản thân này bây giờ đã như vậy là rất hoang mang, chưa biết con gái mình tình trạng sức khỏe làm sao, bảo chị. Rồi chị có điều nào muốn chia sẻ cho cộng đồng mạng chị nói đi. Chứ chị không biết nói gì, giờ chỉ mong là được cộng đồng mạng thương tình này giúp đỡ cho con gái nó quay trở về được chứ chị. Những ngày chị còn lại để được gặp mặt thôi. Chứ sức khỏe thì giờ sợ lâu quá rồi. Nếu mà nó không về sớm thì không gặp được. Chị nói ngại là nếu con gái chị mà không về sớm là sợ không gặp được chị. Sức khỏe thì giờ kém. Dạ. Em nói thật là cái câu chuyện này phải nói là vô cùng buồn, vô cùng xúc động. Em không biết nói gì hơn cả, xin cầu chúc cho chị sớm khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hy vọng là trong thời gian tới thì được mọi người quan tâm, giúp đỡ cho chị, để con gái chị sớm có cơ hội được quay trở về đoàn tụ cùng gia đình chị nhé. Dạ. Nếu mà giúp đỡ được con của chị về, chị cảm ơn mấy chú với lại cảm ơn tất cả mọi người. Chị không biết nói gì ngoài cảm ơn hết. Dạ, câu chuyện xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.